và các bạn thân mến, Trà Vinh là tỉnh được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng khoảng 65 km bờ biển cộng với hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt. Chính vì vậy mà nghề nuôi trồng thủy hải sản nơi đây rất là phát triển. Và ngày hôm nay thì ekip của chương trình có dịp ghé thăm Vàm Láng Nước để tìm hiểu về cái nghề nuôi hào ở nơi đây. Và Vàm Láng Nước là thuộc ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. Nghề nuôi hào thương phẩm ở đây đã mở ra một triển vọng mới cho phát triển kinh tế và cũng như phục hồi môi trường sinh thái rừng ngập mặn. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau theo chân chương trình để tìm hiểu về nghề nuôi hào ở miền biển Trà Vinh, nơi xứ Vàm. Tận dụng lợi thế dùng song song nước mặn ở vùng ven biển Duyên Hải, nhiều người dân ở Vàm Láng Nước, ấp Nhà Mát, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh có mô hình nuôi hào bằng giỏ xe và đem lại hiệu quả kinh tế bất ngờ. Đến với Vàm Láng Nước, chúng ta có thể ngồi trên một chiếc ghe khá rộng của các ngư dân miền biển chạy hướng từ Vàm Láng Nước đến phường 2 của thị xã Duyên Hải. Điều ấn tượng nhất làm cho mọi người không rời mắt được là hai bên bờ là những dãy nhà bè nuôi hào bạt ngàn. Đến đây, cái cảm giác lành lạnh bởi hơi nước từ mặt sông bốc lên và hòa chung với cái nắng gay gắt của tiết trời tháng tư. Những chiếc bè này cũng là ngôi nhà thứ hai che nắng che mưa, nơi cả gia đình những ngư dân sinh sống qua bao năm tháng. Từ nhiều năm qua, làm nghề khai thác hào tự nhiên với thu nhập không ổn định, bà con nơi đây đã chuyển hướng nuôi hào bằng phương pháp treo giỏ xe trên bè nổi. Cách làm hiệu quả này giúp bà con vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế. Nhận thấy mô hình nuôi hào đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi, thời gian qua, người dân Vàm Láng Nước đã đóng dàn bè đầu tư nuôi hào tại các vùng cửa sông. Trong một thời gian ngắn, mô hình nuôi hào phát triển nhanh và giúp nhiều hộ dân nơi đây phát triển kinh tế gia đình, góp phần giúp xóa đói giảm nghèo hiệu quả tại địa phương. Thì hào thì đem lại hiệu quả kinh tế tương đối cao, thì nó góp phần tăng thu nhập cho bà con. Thì nó vừa là một cảnh quan môi trường với tạo cái thu nhập cho bà con thêm. Và tạo được cái môi trường nó trong sạch lại. Tại vì tạo hào thì nó ăn lọc, nó ta sẽ góp phần cải thiện môi trường và tăng thu nhập cho bà con. Trên địa bàn giờ cũng nhiều hộ nuôi hào, thì người ta hùng lại người ta nuôi chung với nhau. Thì trên địa bàn hiện tại thì có 22 cơ sở, thì trên 140.000 mét vuông diện tích nuôi hào. Nếu mà so về cái đồng vốn để đầu tư thì nó cũng cao, nhưng mình đầu tư một để được một trong vòng 1-2 năm, mà chỉ có công giữ với công mướn thuê làm thôi chứ không có bỏ công gì khác. Hiện tại bây giờ thì lúa coi nó cũng tương đối, thì tại cái lỗi nó ăn lọc tự nhiên thôi thì nó cũng ít lúa coi. Khi nào mà năm nào mà ngọt mà về nhiều quá thì nó hao, nó có chết hao chút định. Được biết trước đây người dân không chú trọng nghề nuôi hào, nguồn hào thương phẩm chủ yếu sinh sống tự nhiên. Trong thời gian đầu chỉ có 3 đến 4 hộ nuôi thí điểm hào bằng dàn. Kỹ thuật nuôi đơn giản, chỉ cần chọn vị trí nuôi phù hợp, giăng dây thành dàn, chọn vật bám như ton, giỏ hào, giỏ xe treo lên dàn rồi thả sông rạch nơi có nguồn nước chảy để lấy giống. Sau 1 tháng, hào giống xuất hiện trên vật bám, sau khi thả nuôi, kết quả ngoài mong đợi. Mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao trong khi chi phí đầu tư thấp, rủi ro thấp, giá cả ổn định, thị trường ưa chuộng. Điển hình tại hộ anh Hà Văn Hiểu, Vàm Láng Nước, ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa là một trong những người thả nuôi hào tại địa phương. Anh học hỏi kỹ thuật qua người quen dùng nuôi hào rồi về đóng dàn, treo vật bám thả nuôi. Một dàn nuôi hào được thiết kế từ 30 đến 50 mét vuông. 18 tháng sau, hào đạt cỡ từ 3 đến 5 con một ký. Lúc này, anh thu hoạch giá trung bình 20.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, anh thu nhập cũng khá cao, ổn định cuộc sống. Sau khi nuôi thí điểm, anh đầu tư làm dàn thả nuôi với số lượng vật bám lớn hơn. Hiện dàn hào của anh đang phát triển tốt, dự định khoảng giữa năm sau, anh sẽ thu về số lượng lớn hào thương phẩm. Từ đây, kinh tế gia đình anh đã trở nên khấm khá. Thông thường là mình phân loại hào sao anh? Nãy như anh nói với em là loại mốt. Phân loại là cũng như loại này là 4 con ký, 3 con ký là người ta lấy loại nhất. Còn như loại cơ dày dày á là người ta lấy loại 2. Còn như nhỏ nhỏ vậy là người ta lấy loại 3 chị. Rồi ăn thua giá cả thị trường á. Với cái thời gian mà mình nuôi hào á tới khoảng mười mấy tháng như vậy thì nó hơi lâu. Thì thông thường thì em được biết là mình nuôi vòng tròn đúng không anh? Dạ, thì bây giờ mình nuôi vòng tròn sao anh có thể hướng dẫn giùm em được? Nuôi vòng tròn cũng vậy nè chị.
con hào bự này nè, là đường tròn đó. Đầu tiên là thả xe vậy nè, cái mình mấy con mà bự bự hàng như nãy mình nói hàng lọt cỡ vô cỡ đó, ta mình gỡ ra, gỡ ra rồi như mấy con như thứ hàng ba vậy nè, mình gỡ ra nó có lọt lọt hay không là mấy con nhỏ nhỏ như vậy đó, mình lọt mình mới rộng vậy. Còn mình để hoài cái xây vòng hoài. À, có nghĩa là mình cứ để hoài mình xây vòng hoài, con nào lớn thì mình ấy, còn con nào nhỏ thì mình cứ thu hoạch tới vậy ha. Dạ. Mà tới mùa sinh sản thì nó vẫn tiếp tục nó bám vô hay sao? À, tới mùa sinh sản thì như thường thường ở đây thì như tháng 3, tháng 8 gì đó là nó đóng về cái mấy con nhỏ như vậy. Đóng lại cho mình. Nên mình cứ xây vòng gỡ hoài luôn. À, mấy con nhỏ vậy nè, con mang đám đóng lại cho mình. Dạ. Rồi. Ừ, rồi cái mình cứ gỡ hoài nó đóng vô vậy nè. Cái cỡ bự vô cái hàng này là mình ra đây mình có chỉ mỗi ngày làm biết mình thu hoạch. Cùng chí hướng nuôi hào thì những hộ kế bên đang thu hoạch hào. Được biết, kinh tế những hộ này lúc trước sống bấp bênh, sau khi thấy được hiệu quả của mô hình nuôi hào dùng lân cận, rồi đi lập vàng thả xuống nuôi. Từ lúc thả nuôi đến nay khoảng 18 tháng, thu hoạch với ước tính đạt 2 tấn hào giỏ, trừ chi phí cũng kiếm được số vốn. Anh Thọ, với gia đình mình thì nghề nuôi hào này mình làm được bao nhiêu năm hả anh? Là mấy ba năm. Dạ. Thì tất nhiên mình muốn nuôi hào thì mình phải bỏ ra chi phí mà chuẩn bị những cái khâu nào hả anh? Thì bên đầu mình đổ vỏ mà mướn khu muốn khoan muốn cột nhiều giai đoạn lắm. Dạ. Mình mướn rồi đi thả. Rồi mình phải mướn bãi nữa anh. À, mướn bãi. Dạ. Rồi khi mà mình đầu tư vỏ vậy nó có tốn kém nhiều chi phí không anh? Mỗi con bè 100 mét trên 100 triệu quá. Chi phí mình bỏ ra nuôi hào vậy đó, khi mình thu lợi nhuận lại đó thì mình có phản lời là khoảng nhiêu không anh? Để trúng thì mình lời vài trăm, nó rồi không sợ lỗ. Tại vì mình bỏ vốn ra mình ăn hoài vậy. Trước lợi nhuận của việc nuôi hào, nhiều cư dân địa phương, nhất là hộ kèo mạnh dạn hơn trong việc đầu tư nuôi hào thương phẩm. Do đó, số lượng người nuôi hào tăng dần, mô hình nuôi hào phát triển nhanh chóng trên địa bàn huyện Duyên Hải, nhất là những xã ven biển. Trong thời gian tới, Hội nông dân xã tiếp tục xin kiến nghị về cấp trên tổ chức chuyển giao kỹ thuật nuôi hào cho người dân, góp phần giúp người dân nuôi hào đạt hiệu quả. Đồng thời, vận động người dân nuôi hào theo đúng phần diện tích ở các cửa sông, tránh lấn chiếm lòng sông, gây cản trở cho việc lưu thông tàu thuyền, góp phần hướng tới phát triển mô hình hào, phát triển kinh tế ổn định cho người dân. Tuy nhiên, mô hình nuôi này đặt ra nhiều câu hỏi như hiệu quả về mặt kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường của phương thức nuôi hào bằng giá thể vỏ xe cũ. Trong nghiên cứu kết quả quan trắc chất lượng nước ở các chuồng nuôi hào tại các điểm cho thấy, các chỉ tiêu chất lượng nước NH3, pH, DO, NO2, BO4 có giá trị trong khoảng cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt dùng trong nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu chưa phát hiện nồng độ và hàm lượng các chất trong môi trường nước và hào vượt quá quy định cho phép theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và thế giới. Vì vậy, vẫn có thể duy trì nuôi hào bằng vỏ xe như hiện nay, kèm theo các giải pháp quản lý môi trường và kỹ thuật nuôi. Ngoài ra, nên có thời gian găm giá thể vỏ xe trước khi thả nuôi để giảm thiểu sự phát triển thải các chất từ giá thể mới. Mặc dù vậy, đây không phải là mô hình nuôi bền vững, còn tiềm ẩn nguy cơ về phương án xử lý vỏ xe phế liệu sau khi nuôi. Số lượng vỏ xe thất thoát xuống thủy vật. Nghiên cứu còn cho thấy sử dụng giá thể vỏ hào tự nhiên sẽ cho kết quả tăng trưởng tốt hơn, giảm diện tích sử dụng mặt nước so với nuôi bằng vỏ xe. Hiện nay, hào là một món ăn chân chả, là đặc sản của miệt biển Trà Vinh. Theo cách của người địa phương, ăn hào rất đơn giản. Khi bắt được hào chiều rồi, người ta đốt than lên. Hào sau khi được tách ra, nhóm chúng lại, ken sát nhau. Sức nóng đã đủ để hào chín. Bây giờ người ta cho thêm mỡ hành và đậu phộng. Thịt hào gọt cùng với mùi thơm của mỡ hành, vị chua mặn cay của muối tiêu chanh làm thêm hấp dẫn. Trên giới miền quê, người ta còn chế biến món hào tái chanh rất đơn giản. Sau khi tách thịt thì người ta trộn với gia vị và nước cốt chanh cho thịt hào tái lại và thêm chút rau thơm vào là có ngay món hào tái chanh còn tứ tuyệt. Món này có thể chấm với ớt chanh hoặc mù tạt ăn kèm rau răm. Thi thoảng về quê lại được thưởng thức hương vị ngọt ngào của con hào trong từng bát cháo quen thuộc. Chính vị con thanh đạm ấy như một sự thanh bình quê hương, xóa đi bao nhiêu ồn ào bộn bề của cuộc sống, hòa chung không khí ấm áp cùng gia đình, thưởng thức vị ngon của loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ này. Kính thưa quý vị và các bạn, qua hành trình hôm nay thì chúng ta thấy ngư dân miền biển miệt mài kiếm kế sinh nhai, đánh bắt nuôi tầm thị hải sản, và bên cạnh đó thì nghề nuôi hào đã bừng lên một sức sống mới, giúp cho những cái hộ dân có tăng thêm thu nhập và ổn định cuộc sống.
Và chương trình luôn mong muốn mang đến cho quý vị và các bạn những phút giây trải nghiệm thật sự tuyệt vời. Và bây giờ thì thời lượng của Ký sự Cù Lao đã hết. Xin mến chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc vào thứ bảy tuần sau.